vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên kết quả thu ngân sách toàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2023 đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra với tổng thu gần 8.423 tỷ đồng, đạt 67% dự toán trung ương, đạt 58% dự toán địa phương và bằng 85% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực thuế, phí thu trên 5.364 tỷ đồng, đạt 62% dự toán địa phương. Lĩnh vực đất nhà thu gần 1.028 tỷ đồng, đạt 30%. Thu từ sổ số, số kiến thiết trên 1.441 tỷ đồng, đạt trên 90%. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên 1.516 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch. Nguồn thu từ lĩnh vực tài chính trên 291 tỷ đồng, đạt 74% và hải quan thu trên 210 tỷ đồng đạt 58% dự toán. Trong 4 tháng còn lại của năm 2023, toàn tỉnh còn phải thu ngân sách trên 6.077 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng thu gần 1.520 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Tuy nhiên, Cục Thuế Lâm Đồng tập trung chỉ đạo toàn ngành tăng cường các biện pháp thu, trong đó chú trọng nguồn thu trọng tâm, đề bàn trọng điểm, tăng cường chống thất thu, xử lý nợ động thuế, khai thác các nguồn thu tiềm năng nhằm bù đắp nguồn thu thiếu hụt, phấn đấu đến cuối năm thu hoàn thành 100% dự toán trung ương và tỉnh giao.